Thừa nhận đi, kể từ khi không lắng nghe lời sấm truyền của Lu để rồi lỡ chọn T1 làm đối thủ, KT đã ở một cương vị mới. Cương vị phải diệt những kẻ khổng lồ, phải đương đầu với những thử thách trời ban không do mình lựa chọn. Ngừng trách móc anh trọng tài liêm khiết, ngừng nghi ngờ vào kịch bản chung kết thế giới 2023. Bởi qua đôi tay của hỗ trợ huyền thoại Mata hay thánh Gacha Bero, đối thủ của KT Roster cũng chẳng dễ dàng gì hết. Thắng được ý người, khó thắng ý trời. Là ông trời muốn tuyệt đường sống của KT Roster nên mới ban cho họ gặp gỡ con quái vật Jin Dong sau khi họ vừa vượt qua một hành trình đầy chông gai khắc nghiệt. Jin Dong, chiến đội đang hừng hực khí thế chinh phục Grand Slam đầu tiên, quả thực là một thách thức khó nhằn cho gã nhà giàu số khổ KT sau 5 năm họ trở lại với đấu trường liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh. Gian nan chồng chất nhọc nhằn, KT giống như một tinh linh được thử thách trong lò bát quái mang tên chung kết thế giới 2023. Nếu dốc hết tu vi để sống sót vượt qua tôi luyện, sẽ tu thành chính quả, bằng không sẽ cháy thành tro bụi giữa những đốm lửa rực sáng. KT Roster, sức lực của đại diện hạt giống số 3 chủ nhà, liệu có đủ để sống sót qua thử thách cực hạn mang tên Jin Dong này? Ngày hôm nay, hãy cùng Lu nhẩm tỉnh và dự báo số phận của chiến đội viễn thông trong ải thứ 6 của lò bát quái. Sau ngày 4 tháng 11, họ sẽ bị Jin Dong thiêu thành tro bụi hay sẽ mình đồng da sắt bước ra ngạo nghễ để trở thành người hùng bất tử của chung kết thế giới 2023, không xi nhê với mọi gian lao. Trước khi đến với những lời sấm truyền quan trọng từ kênh thông tin uy tín hàng đầu thế giới, đừng quên để lại một like và một sub, sau đó nhấn chuông thông báo để không bị bỏ lỡ các nội dung hấp dẫn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Tập thể đồng đều, carry ba cánh. Hành trình đến với tứ kết của đôi bên có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Thành tích toàn thắng trước team BDS và hai bại tướng quốc nội là Li Ning và Bilibili Gaming giúp cho Jin Dong có tới 10 ngày để chờ đợi đối thủ đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, nhắc lại hành trình của KT là chạm tới những vết thương mà họ lãnh nhận từ anh trọng tài liêm khiết. Không được trải qua một trận đấu ngon ăn, không được gặp một đối thủ dễ dàng nào. 5 trận đấu là 5 lần KT Roster phải chơi với toàn bộ sức lực để tiến vào vòng loại trực tiếp. Nhìn nhận khách quan, Jin Dong Gaming và KT Roster là hai đội tuyển có các vị trí thi đấu rất đồng đều và kỷ luật. Sự đồng đều này mang đến cho cả hai những bài đánh phong phú, chiến thuật đa dạng khi ai cũng có thể bước ra carry ván đấu. Thậm chí không thiếu những ván đấu cả Jin Dong và KT đều thể hiện sự tự tin và trên cơ khi thi triển chiến thuật 3-4 chủ lực. Chất lượng đồng đều này giúp cho cả hai có thể linh hoạt thích ứng khi gặp các đối thủ khác nhau, đem đến sự khó đoán trong cả cấm chọn lẫn triển khai thế trận. Thế nhưng, chỉ cần nhìn vào kết quả, theo dõi quá trình đến với tứ kết của mỗi đội mà Lu đã nói bên trên, có thể thấy rõ chất lượng con người ở từng vị trí Jin Dong là nhỉnh hơn tương đối so với KT Roster. Sự ổn định và đáng tin cũng khiến cho họ không vấp ngã ở bất kỳ trận đấu nào trong xuyên suốt vòng Thụy Sĩ, thẳng tiến tứ kết đầu tiên cùng Genji Esports. Phải nhớ rằng, hai trong tổng số 4 đối thủ mà KT đã gặp và thất bại ở vòng Thụy Sĩ vừa qua đều từng gục ngã dưới chân Jin Dong ở cả quốc nội và quốc tế. Bởi vậy nên, hành trình đến với Grand Slam đầu tiên trong lịch sử của Jin Dong cũng chưa có bất cứ trở ngại nào đáng kể. Và rất có thể KT đáng thương sẽ trở thành nạn nhân trên con đường đó. Dù có thể triển khai đa dạng bài đánh khi có nhiều siêu sao carry tốt, nhưng nhìn chung, điều kiện thắng mà Jin Dong và KT Roster hướng đến nhiều hơn cả chính là đường dưới, nơi họ có những nhân tố Hàn Quốc vô cùng xuất sắc. Emin và Ruler đều là những xạ thủ thi đấu theo phong cách chấp thời cơ tỏa sáng trong giao tranh để mang về thành công sau cùng cho tập thể. Nhưng để nói về sự ổn định, chắc chắn, rõ ràng Ruler là tay súng đáng tin hơn so với Emin. Chắc hẳn chưa ai quên những tình huống đậm chất thể thao mạo hiểm của Emin, từ bản năng tự hủy của xạ thủ KT trong ngày ra quân gặp gỡ BOG đến nhanh như điện và lòng đất trong trận đấu sinh tử với D-Blood Gear. Nếu như Lehen có thể ghim cương Emin tốt hơn, có lẽ KT đã không gian nan đến thế. Một đép với ánh trăng lạc lối, xả kích vào hư không, chẳng thể tận dụng những sai lầm. Nhưng Ruler, tay súng đang trong phong độ cao, chắc chắn sẽ chớp được những thời cơ như vậy để trừng phạt Emin thích đáng. Nếu không muốn giống như Đốc Đam 2022, với con Aphelos xử lý thảm họa trong giao tranh cuối cùng, để rồi bị Ruler bắn hạ trong chớp mắt, Emin phải tâm niệm chữ cẩn thận, cầu toàn, mọi lúc mọi nơi. Và khi chơi Zeri thì hãy kiểm soát nút E của mình một cách chặt chẽ. Ngoài ra Lehen, chiến hữu cùng đường sẽ phải dọn sạch cỏ trên bản đồ cho Emin khỏi vấp. Vì xạ thủ hay có những tình huống không tưởng như vậy, nên nhiệm vụ của Lehen so với Missing sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Vai trò của tuyển thủ bị bỏ quên sau ánh hào quang của Jin Dong sẽ nhẹ nhàng hơn khi đứng bên một ADC đã quá xuất sắc và nhạy bén. Missing chỉ cần làm đúng với những gì anh thể hiện trong nửa trước của năm 2023, bảo kê Ruler kỹ càng, đi đường đủ ổn, phối hợp tốt với đồng đội ở nửa sau, hạn chế những sai lầm là đã rất đủ. 2022 là một mùa chung kết thế giới không thành công với Missing nói riêng và tập thể Jin Dong nói chung. Nhưng 2023, khi bắt cặp với Ruler, được học hỏi và dần hoàn thiện, anh đã cho thấy mình xứng đáng là một trong những hỗ trợ hàng đầu của thế giới. Lehen và Emin dẫu thế nào cũng chẳng sánh được với bộ đôi đang phong độ quá cao, thi đấu ăn ý bên kỳ chiến tuyến. Chỉ có một vài cơ sở nhỏ tạm đủ để vinh vào, đó là Lehen cũng từng thi đấu bên cạnh Ruler, hiểu lối chơi của thứ kẻ.
Còn Emin trong năm 2022 chưa quá rực sáng cũng đã từng khiến Ruler gặp không ít khó khăn. Vì vậy đường dưới không phải no hope cho KT, có điều họ phải nỗ lực trên 100% công lực. Khi cố gắng chắc chiêu thời cơ, giảm đi những pha không kịp hãm phanh, Emin vẫn có cơ hội để tạo ra khác biệt trong cặp đấu. Bên cạnh xạ thủ chủ lực, đường giữa sẽ là điều kiện thắng thứ hai trong đội hình của Jindong và KT roster. Mặc dù ít được ưu tiên hơn so với ADC trong những meta gần đây, nhưng cả BDD và Nai đều là những nhân tố quyết định thành bại ngay nửa đầu ván đấu. Phong cách chơi của BDD và Nai có nhiều điểm tương đồng. Họ đều sở hữu bể tướng rất rộng, phục vụ cả mục đích làm nền, tạo tiền đề, đảo cánh hoặc trở thành carry thứ hai của đội. Nhưng như Lu đã chia sẻ, trong bao năm qua, khoác áo KT 2018, 2023 hay Genji 2020, 2021, BDD đều thi đấu đủ ổn trong những lần bước ra biển lớn, nhưng chưa một lần bứt phá ấn tượng ở những cặp trận quan trọng của đội tuyển. Ván thua trước Bilibili Gaming hay trận thất bại trước Li Ning Esports là nơi mà thể hiện của BDD còn khá mờ nhạt so với phần còn lại của đội. Chính vì vậy, Lu có phần lo ngại khi BDD đối đầu với một đường giữa thi đấu xuất sắc như này. Sức mạnh của hiệp sĩ nhà Jindong sẽ được trình diễn xuyên suốt từ EPL qua MSI đến chung kết thế giới. Chức vô địch Mid-Season Invitational cùng danh hiệu Final MVP đã hóa giải phong ấn quốc tế anh mang trong mình bao năm, cũng thay cho lời khẳng định, Nai là midlane nội binh xuất sắc nhất của đại lục thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn, bên cạnh Nai còn có sự yểm trợ của Kanavi, kiểm lâm xuất sắc nhất châu Á sau danh hiệu MSI và huy chương vàng ASEAN. Anh luôn thi đấu xuất sắc và tinh quái, ngay cả khi có chấp đối thủ 25 phút đầu trận. Khả năng ra vào giao tranh, tạo tiền đề hợp lý cho các đường của Kanavi chính là thứ vũ khí quan trọng nhất để khiến Jindong khác biệt so với phần còn lại của chung kết thế giới năm nay. Yukos cũng là tuyển thủ giàu kinh nghiệm thi đấu, cũng giành cúp LCK trong những màu áo khác nhau, nhưng rõ ràng phong độ của anh ở thời điểm này khó mà so sánh với người đi rừng đồng hương bên kia chiến tuyến. Sự trôi sụt của Kurs ít nhiều làm ảnh hưởng mạch lăn cầu tuyết mượt mà của KT, thậm chí đôi khi còn đẩy KT vào những tình huống khó khăn. Hai ván đấu đụng mặt DK, Kurs là người khiến thế trận hoạt giống số 3 LCK lắm lúc khó khăn. Sự thiếu cẩn trọng của Kurs bị DK khai thác 1 thì rất có thể bị Jindong khai thác tới 10. Chung quy lại, cánh giữa bản đồ của nhà vô địch LPL đang mạnh hơn khá rõ so với KT, nếu đôi bên duy trì đúng phong độ và lối chơi như những loạt trận vừa qua. Nếu cánh dưới hai bên là nơi các carry càng cựa nhau từng chút lợi thế, thì ốc đảo đường trên sẽ là nơi để cả Jindong và KT flex chiến thuật trong những ván đấu bước ngoặt. Nói như vậy là bởi thông thường, cả 369 và Kin được trao vào tay những vị tướng làm nền, Macplay, tạo khoảng trống cho các chủ lực ở nửa sau. Nhưng trong nhiều tình huống, cả hai cũng sẽ là nút thắt, khiến đối thủ phải bất ngờ với những lựa chọn không tưởng, bởi 369 và Kin đều đánh carry xuất sắc, và một khi để họ tỏa sáng, sẽ là kết cục thảm thương cho đối thủ cùng đường. Với Kin, chắc hẳn chưa ai quên được màn trình diễn ấn tượng bằng pháp sư cổ ngữ dùng khắc chế rumble đường trên trong loạt trận sinh tử với DK. Một chưởng bay màu mid King mang về cho KT thắng lợi ở giao tranh then chốt. Còn với 369, quỷ kiếm Dark King trong tay anh đã cắt đôi Li Ning thành những nỗi sầu khó tả trong ván đấu quyết định, biến Gala và Scout từ chủ lực thành bất lực trong xuyên suốt nửa sau, đập tan hoài nghi của khán giả về sức mạnh của Aatrox sau những màn trình diễn kém thuyết phục của một số đường trên người Hàn, trong đó có cả Kin. Phong cách đa dạng giống nhau và tỏa sáng tùy theo chiến thuật bất ngờ của đội, nhưng rõ ràng đóng góp của 369 luôn ổn định và dễ thấy hơn so với Kin. Chính người đồng đội Kanavi của anh cũng từng khẳng định 369 xuất sắc hơn Zed ở khả năng thi đấu độc lập trong mọi kèo công thủ. Anh là một đường trên toàn diện và xuất sắc trong mọi chiến thuật được giao. Nếu Kin thi đấu ở ngưỡng bình ổn như những trận đấu đã qua, không tìm ra đột biến nào đặc biệt, thì 369 chắc chắn sẽ là người trên cơ trong loạt đấu này. Chắc chắn những người hâm mộ của KT roster đang mơ về một kịch bản mà KT trở thành người hùng của nước chủ nhà khi ngăn chặn thành công Jindong đến với Grand Slam đầu tiên của Liên minh Huyền thoại. Và đúng là chỉ có mơ mà thôi, chứ làm sao mà KT có thể làm được điều đó. Khi lá thăm KT hiện lên, xác định họ là đối thủ của Jindong Gaming, Lu đã thật tuyệt vọng mà tự nhủ, thật vô nghĩa, sớm biết có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế mà đến cuối cùng đều chỉ là tay trắng. Nếu thật sự được làm lại từ đầu, nếu như có kiếp sau, ở quốc nội đừng chọn T1 làm đối thủ. Hãy xem kênh của Lu để lắng nghe những lời khuyên bổ ích. Sau cùng, Lu vẫn phải công nhận rằng KT rất tốt, rất bền bỉ. Hành trình họ đi cũng thật gian nan. Nếu thật sự chiến thắng được Jindong, có thể khẳng định rằng KT đã vượt qua ải khắc nghiệt nhất của lò bát quái. Đã tu thành chính quả sau 9981 kiếp nạn vây trong hỏa luyện. Nhưng 2023, kịch bản cổ tích dường như chẳng hướng đến những kẻ yếu thế. Những nhân vật vô địch trong hành trình kỳ diệu năm 2022 lần lượt gục ngã. Nhiều cái dớp bị phá bỏ khi thực lực của một tập thể chẳng đủ mạnh để mơ về vận may. KT roster suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân chứ không phải mình đồng da sắt, khó mà sống sót qua ngọn lửa thách thức rực cháy mang tên Jindong Gaming.
Sứ mệnh của Katie có lẽ là giảm bớt phần nào sức cháy mãnh liệt của nhà vô địch LPL bên kia chiến tuyến bằng cách cố gắng thi đấu thật tốt, ép Jindong bung thật nhiều bài vở để tạo tiền đề cho T1 trước trận bán kết. Còn giấc mơ vượt qua Jindong trong bối cảnh đã thua trước hai bài tướng của họ thật là một phi vụ quá sức với Katie roster. Jindong sẽ thắng lợi chung cuộc 3-1. Một ván làm khó đương kim vô địch MSI sẽ là sự vỗ về an ủi tốt cho hành trình gian khó của tổ chức viễn thông sau 5 năm trở lại đấu trường Liên minh Huyền thoại lớn nhất hành tinh, được tổ chức trên chính sân nhà. Còn bạn nghĩ sao về KT roster và hành trình chung kết thế giới đầy những kiếp nạn của họ? Liệu đây có phải là cuối con đường? Có phép màu nào sẽ cứu được gã nhà giàu khốn khổ một bước xa chân vạn kiếp bất phục này? Hãy để lại suy nghĩ và kịch bản bạn vẽ ra cho họ ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những lời sấm truyền tiếp theo.